Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay mình lại lên cho anh em một lít đồ anh em nhé. Anh em lưu ý một chút được, số điện thoại của mình vẫn đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Và số điện thoại bạn Luân ở ngay bên cạnh là 0965673502 anh em nhé. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm gì có thể alo cho mình hoặc Luân để biết thêm chi tiết về sản phẩm hơn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào sản phẩm ngay cho anh em bây giờ. Hiện tại ở trước mắt anh em đây là ba cái túi da anh em nhé. Ba cái túi da, hàng đợt này thì mình còn một vài chiếc nên mình sẽ thanh lý giá cực kỳ tốt cho anh em. Anh em lưu ý giá cực kỳ tốt. Đây, đầu tiên là con túi da màu nâu bò anh em nhé. Nó có dập nổi cái chữ Gucci, dập chìm không phải dập nổi, dập chìm chữ Gucci ở đây. Nhưng mà nói chung là nó là hàng Gucci pha ke thôi. Thì con này là hàng thanh lý ở siêu thị bên kia ra. Anh em có thể nhìn thấy các tấm thử da, tấm test da nó vẫn còn đây. Tức là nó là hàng mới, chưa sử dụng anh em, chưa qua sử dụng anh em thì nhìn cái lớp da bò rất là ngon và mình cam kết 100% da thật. Đây, các thớ da anh em có thể nhìn qua đây anh em nhé. Khóa thì toàn bộ khóa đồng này, anh em nhìn khóa toàn bộ khóa đồng. Khóa đồng này thì nó sử dụng cái khóa đồng IKK, anh em thấy. Khóa đồng IKK thì nó khá là tốt anh em nhé, một trong những loại khóa đồng mà khá là tốt trên thị trường. Đây, các cái đường kim mũi chỉ nó may rất là đẹp luôn, rất là đẹp, gọn gàng. Nói chung nó là một con túi form túi khá là ok, cao khoảng tầm hai mấy nhiều lần nhỉ? 22. Cao khoảng 22. 23. Ngang khoảng tầm 20 phân anh em nhé. Đấy. Và luôn đeo lên cho anh em xem, con này thì nó ở cái form truyền thống thôi, form chú bé liên lạc anh em nhé. Form này là form truyền thống chú bé liên lạc. Đấy, ok chưa anh em? Con túi lên thì khá là đẹp. Con này thì có vừa có quai sách anh em nhé. Vừa có quai có thể sách được này. Anh em, vừa có quai có sách được và anh em có thể vừa đeo chéo như bạn luôn bạn đeo này. Đi làm hoặc đi chơi hoặc đi học hoặc đi bất cứ đâu có thể mang được khá là nhiều đồ anh em nhé. Con này có 1 ngăn, 2 ngăn và 3 ngăn, 1 ngăn phía sau nữa là tổng tất cả là 3 ngăn. Hiện tại thì mã này mình đang lúc trước là 600.000 và hiện tại bây giờ mình còn vài chiếc mình xả cho anh em nhé. Xả gần như là hòa vốn cho anh em là 480.000 anh em nhé. 480.000 và cam kết ra thật 100%. Ok cho anh em. Rồi. Tiếp đến ở đây thì là con túi giống một túi kia nhưng nó màu xanh đá anh em nhé. Anh em thì nhìn thấy màu sắc của nó đây, màu xanh đá. Nó là một cái lớp da bò nhuộm màu xanh đá cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Màu da của này rất là lì và chất da sờ bao sướng anh em nhé. Cũng may đừng chỉ ke vàng, dập nổi chữ hơ mẹt chìm, à dập chìm chữ hơ mẹt. Nhưng mà nó cũng chỉ là hàng hơ mẹt fake thôi. Chất da thì anh em thể nhìn thấy cái thẻ da của nó khá là ok anh em nhé. Thẻ da cầm rất là sướng luôn. Khóa thì khóa đồng toàn bộ, các cái đường kim mũi chỉ nó may khá là đẹp. Đây, quay đi em. Đấy, khóa đằng trước cũng là khóa IKK anh em nhé, khóa IKK. Đấy. Và nó cũng là gần như là hàng mới thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng. Đây, anh em xem, bạn luôn bạn sẽ đeo chéo cho anh em xem. Con này cũng giống con kia thôi, mình giới thiệu sơ sơ thôi. Đấy, ok chưa anh em? Lên form túi khá là mượt anh em nhé. Form túi rất là mượt, form chú bé liên lạc. Rất là mượt, cũng cao 22cm, ngang 20. Phù hợp anh em để được con này để sẽ để vừa con iPad mini anh em nhé. Hiện tại thì mình cũng để cho anh em con này là 480.000 anh em nhé. Ok chưa? 480.000. Và đây, thì đây là một trong số những con túi mà anh em dặn dò rất là nhiều mà khi nào mà về thì lên sóng. Hôm trước anh em nào mà mua hụt thì hôm nay ới lại với mình nhá. Tại vì nó là một con túi rất là hiếm. Tại vì hàng con này là hàng gọi là da cừu anh em nhé. Da cừu chứ không phải da bò. Da cừu và đến từ hàng hãng. Con này hãng là hãng Tillman. Đây, Tillman một cái thương hiệu sản xuất đồ da khá là lớn từ Nga. Nga xuất ra thị trường Nhật anh em nhé. Đây, chất da đây, anh em nhìn cực kỳ sướng luôn. Cũng là hàng thanh lý siêu thị về. Con này ở trong store không ở dưới 3 củ anh em nhé. Khá là đắt. Các khóa của nó này, các khóa hàng hãng chuẩn lắm anh em ạ. Cực kỳ chuẩn luôn, đẹp luôn. Đấy, đây, dây đeo này, dây đeo nó rất là xịn luôn. Anh em nhìn, dây đeo xịn luôn. Đấy, quai sách này, nó có 1 ngăn này, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Và một cái đeo ở phía sau này là cái đeo vào con đỉa anh em nhé. Khi em tháo dây ra thì nó như một túi bụng, như một túi đeo bụng luôn, đeo thử anh em xem. Đấy, như một túi đeo bụng như thế này, cực kỳ tiện luôn. Anh em là xách được, còn nó có thể đeo dây được. Nói chung nó con này thiết kế nhỏ nhỏ xinh xinh. Con này kích thước thế nào luôn nhỉ? Con này cao khoảng 18, 19. Cao khoảng 19, ngang khoảng tầm 16, 16. Anh em. Nó cũng vừa nhỏ nhỏ thôi, đủ để anh em để điện thoại mang đồ đi chơi. Đây, mang được khá là nhiều đồ. Như con này được khoảng tầm mang được khoảng tầm 1,5 tỷ đi chơi anh em nhé. Khoảng tầm được 1,5 tỷ. Riêng gọi là ba con sói thì khoảng tầm được khoảng tầm 10 củ tiền ba con sói trong này.
Và hiện tại con này, giá con này thì để cho anh em với giá cực kỳ tốt, vẫn như trước thôi. Mặc dù bây giờ về rất là khó và rất là đắt rồi, tại vì mã này gần như bên kia hết rồi, thì mình vẫn để cho anh em giá cực kỳ tốt là chỉ có 830.000 anh em nhé. 830.000 con túi da cừu. Rồi, tiếp đến đây thì sẽ là mấy con tai nghe. Và cái dòng đầu tiên thì anh em biết là đợt này mình đấu giá được về một vài cái mã tai nghe có dây rất là xịn anh em nhé, cực kỳ ngon. Thì còn một suất về thêm một con tai Bluetooth nữa thì cũng là cái dòng VIP luôn anh em ạ. Đây anh em nhìn củ Hausen nó đây, form cực kỳ gọn, nhỏ gọn, và nó là cái củ dòng Airbus anh em nhé, dòng Airbus chứ không phải dòng in-ear, thành ra là anh em nghe cực kỳ thoáng tai và dễ chịu. Con này thì của Audio Technica đây, Audio Technica mà nó made in Việt Nam luôn anh em thấy không, made in Việt Nam luôn. Đây nó có cái kẹp cài áo em nhé. Con này về mic đàm thoại thì cực kỳ ngon, gọi là có chống, gọi là chống tiếng ồn, tiếng động xung quanh ấy, thành ra là anh em mình khi mà đàm thoại âm nó trong vắt luôn anh em nhé, trong vắt luôn, pin được khoảng tầm 7 tiếng, khá là bền. Và chất âm con này nghe thì nghe bao sướng luôn. Nhiều anh em cứ bảo bằng AirPods 2 gọi là AB2 không ấy, thì con này nó gọi là AB2, gọi nó là cụ tổ luôn anh em nhé, gọi là cụ tổ luôn và nghe đẳng cấp luôn. Và hiện tại cái mã này thì mình đang để cho anh em với cái giá đây 800.000 dành cho những anh em không thích cái núm cao su nhất ta. Thì con này hiện tại mình đang để cho anh em mã 01 là 800.000 anh em nhé. Giá bây ở bên Nhật hiện tại con này nó rơi vào khoảng tầm 3.200.000 cho một con tai mới. Và con này thì gần như là mới tinh luôn anh em ạ. Bên Nhật gần như chưa sử dụng luôn. Hàng đấu giá này là rất là ngon. Đấu giá sẽ ngon. Đấy, mã số 01 800.000. Tiếp đến đây thì là mã số 02, một con tai có dây VIP anh em nhé, đến từ thương hiệu cũng Audio Technica. Đây anh em nhìn, củ Hausen nó nhìn cực kỳ đầm và chắc. Củ Hausen như thế này anh em có thể biết được cái khối driver bên trong rất là to anh em nhé, khối rất là to. Và cho chất bát con này gọi là căng, căng như kẻ chỉ luôn, căng đét đèn đẹp anh em ạ, căng đét đèn đẹp. Nói chung là những con loa, con tai nghe của thằng châu Âu thì con này nó cũng phải ngang cơ anh em ạ, ngang cơ. Và hiện tại giá con này cũng tương đối đắt. Mình tra ở trên trang chính hãng của hãng thì con này nó đang rơi vào khoảng tầm 2.800.000 cho cái mã này. 2.800.000. Đây, rắc này rắc mạ vàng. Nhưng mà vì nhu cầu của cái tai nó có dây thì bây giờ nó ít nhu cầu sử dụng rồi, nên là mình sẽ để cho anh em con này chỉ có mã số 02, chỉ có 450.000 thôi anh em nhé. 450.000 rắc chữ L, toàn bộ mạ vàng tất. Dây thì cũng cực kỳ xịn luôn, cầm phát là biết xịn anh em nhé. Anh em nào mà tinh tế cầm phát dây biết xịn ngay. 450.000. Rồi, tiếp đến đây thì là một con tai dòng kinh điển của thằng Sony anh em ạ. Dòng này thì quá kinh điển của Sony rồi. Dòng này thì nó chuyên đi kèm với cả những cái gọi là dòng máy nghe nhạc cao cấp của thằng Sony anh em nhé. Chuyên đi kèm dòng máy cao nhạc cao cấp, tức là con máy nghe nhạc nó khoảng tầm 8 củ ấy. Những cái dòng 6 đến 8 củ thằng Sony thì chuyên đi kèm con tai này. Đây con này này, nó con tai gì đây? Con này này này, nó có cái logo khác ở đây, nó gì đây? Nó sản xuất ở Thái Lan anh em nhé. Đây, sản xuất Thái Lan. Dây nó cực kỳ mượt luôn, và cái dòng này vẫn còn dòng dây đôi, nó là dòng sử dụng cho những con máy nghe nhạc VIP ngày xưa đấy. Đây, rắc chân mạ vàng, vàng óng luôn, bên Nhật chưa sử dụng. Và cái mã này là mã số 3 anh em nhé, 450.000. Con này thì nếu mà cái thời đỉnh cao của nó là nó mấy củ luôn. Và hiện tại bây giờ chỉ có 450.000 anh em được sở hữu rồi, chất âm đẳng cấp anh em nhé. Rồi, tiếp đến ở đây là cái mã số 04, thì là một con tai đến từ thương hiệu Elecor anh em nhé. Elecor đây, Elecor một thương hiệu khá nổi tiếng của bên Nhật. Con này màng loa kim loại luôn anh em nhìn, mới chưa sử dụng luôn. Con này bên Nhật chưa từng sử dụng anh em nhé. Con này gần như là khui hộp ra phát là có ông nhảy phát bán về Việt Nam luôn. Dây con này thì màu đỏ anh em nhé, chất âm này cực kỳ ngon, bát căng. Nói chung là nghe tạp nham đủ thể loại, rất là gấu luôn. Dây rắc cắm toàn bộ mạ vàng hết, rắc chữ L, cũng khắc logo Elecor. Đây, anh em nào mà gọi là sống thích bùng cháy ấy, thì chơi màu đỏ này là hợp lý này, hợp mệnh này. Và anh em là chơi mệnh hỏa ấy, còn nó có vợ gọi là tuổi hổ thì chơi mua màu này về cho nó gầm cho nó ác, anh em hiểu không? Nó gầm căng luôn ấy. Đây, nó có một cái dây quấn dây cho thằng Elecor gửi kèm đây. Hiện tại cái mã này mình đang để mã 04 là 280.000 anh em nhé. Rồi, tiếp đến ở đây là mã số 05, thì cũng là một con tai đến từ thương hiệu Sony anh em nhé. Con này thì một trong số những con tai cũng đi kèm máy nghe nhạc của thằng Sony. Và dòng nghe nhạc của những cái con này thì nó cũng phải tầm 4-5 củ rồi. Đây, đẳng cấp luôn, mới chưa sử dụng luôn anh em nhé, mới chưa qua sử dụng, cực kỳ đẹp.
chất âm của Sony không phải bàn, không phải nói nhiều rồi, đẳng cấp. Đây, rắc chữ L vàng óng ỏng ỏng. Cái chân cắm này đã biết này, anh em đã biết là con này nó phịch rất ít anh em nhé. Nó phịch rất ít nên là nó còn cái độ mượt thế này. Rất mượt. Đây, mã số 05, 350.000 anh em nhé. Con này màu xanh Coban. Và con cuối cùng, đây là con một trong số những con tai nghe cũng khá là ngon đến từ thương hiệu Audio Technica. Đây, con này thì không vip bằng con này được anh em nhé. Con này mới là con đầm này. Con này thì nó gọi là ở cái dòng thuộc dòng rẻ tiền hơn. Nhưng mà nói chung chất âm nó mình đánh giá cũng không nào chê được. Tại vì đây anh em nhìn này, của Hauser nó có cả cái lỗ thoát hơi này. Có lỗ thoát hơi cho âm bát nó căng hơn. Âm bát nó dồn, nó căng mà nó không bị nghe, nó không bị bí tiếng. Nói chung nó thiết kế, những cái dòng của Nhật nó thiết kế rất tinh tế anh em nhé. Rất tinh tế, ngay cả để cả những cái từ, những cái củ loa nhỏ nó cũng rất là tinh tế. Rắc chữ L, toàn bộ mạ vàng hết, bọn này, bọn Nhật nó làm. Phải nói là nếu mà anh em mua cái tai dây này chắc là sử dụng đến lúc bốc mả, có khi tai vẫn còn chưa hẳn. Đây, mã số 06 mình đã để cho anh em là 300.000 anh em nhé. Audio Technica của Hauser rất là ngon, chất âm bao phê luôn. Rồi, thì đấy là mấy con tai nghe và mấy cái đồ linh tinh. Tiếp đến ở đây là mấy cục già. Anh em thể nhìn thấy đây là cục mã số 04 này, mã số 05. Thì đầu tiên ở bên cọc số 04 thì mình xin giới thiệu cho anh em, đây là con Onkyo 7GXDV, một trong số những cái mã hiếm hoi của thằng Onkyo chơi DVD anh em nhé. Con này thì chơi DVD cực kỳ ngon. Anh em phải hiểu là chơi DVD đã ngon rồi thì chơi CD đọc rất là mượt và chấp tất mọi rung lắc anh em nhé. Khi mà dòng DVD, mắt DVD đọc ngon rồi thì rung lắc thoải mái luôn, ầm ầm luôn, nó vẫn chạy cực kỳ ngon. Màn xanh huyền thoại, MD chạy tốt, CD, DVD chạy cũng cực kỳ tốt, tích hợp băng tần Wired độc quyền này, công nghệ DLA Link này. Và quan trọng nhất là cái công nghệ mà mình thích ở trên con này chính là công nghệ ProScan anh em nhé. Quét đa phân luồng trên mặt đĩa cho chất âm của CD nó ra tương đối chi tiết. Và nó sẽ tương đương với những con CD mua rời khoảng tầm 3 đến 5 triệu. Mình nói thật, con này ra chất âm CD rất là ngon. Công nghệ Dolby Digital DTS này, Theming Third và Theming Domino anh em nhé. Có giải mã 24 bit, chuẩn Sitte để nghe nhạc và chuẩn Te Third này, chuẩn gọi là 5.1 để phục vụ anh em xem phim. Nói chung con này full combo rất là ngon. Hiện tại thì con này có thể config thành bộ dàn 5.1 được anh em nhé. Và có thể đánh được cặp loa bass 25cm. Căng đét luôn. Đây, công suất của cục dàn sẽ là 65W và điện nguyên bản 100V. Đây là cái lưới tản nhiệt để anh em có thể con này nó sẽ tản nhiệt ra phía này anh em nhé. Đây là kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm. Đấy, trở kháng rất là rộng. Kẹp anten FM, các đường line layout đầy đủ và có cả xanh đỏ tím vàng, config thành bộ dàn 5.1. Các cái đường layout xuất video này và có optical in và out để phục vụ anh em giải mã 24 bit anh em nhé. Giải mã 24 bit ở con này thì nói chung là nó là một trong số những con khá là ok. Hiện tại cái mã dàn này thì mình đang để cho anh em với cái giá là Onkyo 7GXDV thì là 2.200.000 anh em nhé. 2.200.000. Tiếp đến bên dưới là một con khá là VIP đến từ Onkyo. Con này là Onkyo N7SX. Thì con này các chức năng như sau, nó là một con dòng VIP này, em có thể nhìn em mặt nó size lớn hơn con bên trên khoảng tầm 1cm anh em nhé. MD chạy cực kỳ ngon, đọc ghi tốt này, CD cũng đọc cực kỳ ngon. Và con này CD sẽ chạy Massanier anh em nhé, nên là sẽ đọc được cả MP3 và WMA nữa. Chơi USB, nhạc chép nhạc MP3 trực tiếp từ USB vào chơi ngon luôn. Và hỗ trợ thêm một cổng line in phía trước, một cổng phone phía trước. Băng tần Wired độc quyền cũng được tích hợp trên con này và công nghệ DLA Link cũng được tích hợp. Giải mã 24 bit chuẩn và phang cặp loa 25 thì cũng căng đét đẹp luôn. Đây, cục dàn đây, em nhìn tổng thể con dàn này khá là đẹp luôn. Phía sau. Công suất là 55W điện nguyên bản 100V anh em nhá. Đấy. Súp điện ao có này. FM AM đầy đủ này. Đấy. Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa cũng cực kỳ rộng luôn và con này có đánh 4 con sò than nên cho chất âm rất là căng. Lay in layout đầy đủ này, optical in phục vụ giải mã 24 bit anh em nhá. Không thiếu con này. Và hiện tại con này, mã này thì mình đang để cho anh em với giá cực kỳ tốt, chỉ có 2.500.000 thôi anh em nhá. 2.500.000 cho Onkyo N7SX. Mặt nhôm xước toàn bộ, sờ gọi là mát như gái 18 luôn. Ngon. Tiếp đến là hai cục của cái mã số 05. Thì như anh em mới nhìn thấy đây là cục Sony anh em nhá. Con này là con Sony CMT333 màu tím than và bên này con Sony CMT33 màu trắng. Mình sẽ giới thiệu tím than trước. Con này các chức năng như sau. Có cassette anh em nhé, nhưng mà mình sẽ không bao cassette. Chơi MD tốt, chơi CD tốt, CD cũng
gọi là đọc rất là mượt mà luôn, ngon. Giải mã 24 bit chuẩn anh em nhé. Đây, optical in này, giải mã 24 bit chuẩn. Analog in, kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX và có cả cổng PC này anh em nhé. MD này, CD này, PC này. Cổng PC này phục vụ anh em kết nối máy tính nhận hình sao cạc này, cực kỳ ngon luôn, và sao cạc phải nói là sao cạc khủng luôn đấy. Cục dàn này thì đánh được cả loa bass 30 cm anh em nhé. Bass 30 con này đánh cũng căng, mình khẳng định luôn. Đồ đánh cực kỳ trâu bò, anh em nào mà chơi con này thì nó quá gấu luôn. Đây, phía sau. Công suất của cục dàn sẽ là 55W điện nguyên bản 100V. Tản nhiệt phía sau là sử dụng một con quạt anh em nhé. Khi nào nó nóng lên thì con quạt này sẽ chạy này. Đây là kẹp loa anh em nhé. Kẹp loa bằng giắc này, đánh loa từ 6 đến 16 ohm, kẹp anten FM. Các đường line in này. Đấy, optical in này anh em nhé, để giải mã 24 bit và USB để phục vụ em kết nối máy tính nhận thì sao cạc cái này. Đấy. Và khi anh em mình muốn xuất tín hiệu ra bộ dàn khác thì anh em vui lòng sử dụng cổng phone mặt trước anh em nhé. Với những cái dòng này nó không cổng out, bắt buộc phải sử dụng cổng phone mặt trước. Và hiện tại với cục dàn này thì mình đang để cho anh em cái giá là một củ tròn anh em nhé. Một củ tròn con cục này. Con cục CMTM333NT này. Ok chưa anh em? Đấy. Và cái cục bên này thì nó chức năng nó giống y hệt cục bên này anh em nhé. Nhưng mà như hình thức anh em thì nhìn thấy con này thì hiện tại bây giờ chỉ sử dụng giải mã thôi. CD kén đĩa này, MD cũng kén đĩa này. Và đúng volume như anh em nhìn thấy thì bọn bên Nhật nó thiết kế được một cái móc treo quần áo nó móc vào đây để vặn volume. Được chưa? Đấy. Mất một cái cửa bên dưới này anh em nhé. Mất cái cửa đĩa bên dưới này. Ok chưa? Đấy. Hình thức thì nó cũng mặt sau thì cũng khá là mượt thôi. Giống y hệt luôn. Chiết nối điện thoại máy tính TV qua AUX được này. Giải mã 24 bit này. Đấy. Optical in giải mã 24 bit. USB để kết nối máy tính nhận định sao cả. Và hiện tại bây giờ con này mình đang để cho anh em cái giá là 300.000 anh em nhé. 300.000 cho cục này. Mà tính anh em hẳn 299.000 thì cho nó máu. Đúng không? Với anh em nào chưa có giải mã thì mua con này về làm giải mã là rất là ok. Và xuất tín hiệu cho cổng phone mặt trước anh em nhé. Còn là kẹp thẳng loa và đánh luôn. Tại vì con này đánh loa bass được 30 thì kẹp thẳng loa đánh luôn. Có 300.000 thôi. Quá rẻ luôn. Đây, đúng volume vẫn vặn bình thường anh em nhé. Vẫn chơi bình thường. Không sao hết. Đây là thằng Nhật nó chế của bình nhé. Bên mình mới chế đây này thì hết hơi luôn. Nhật nó gọi là nó cũng nghĩ là cái trò này cũng hay. Móc được cái móc vào đây nó vặn được cái volume. Chịu các bố. Bên Nhật về nguyên si. Mẹ mình nói điều mình không được bán hàng luôn. Bên Nhật nó về đúng nguyên con máy này mình để cho anh em luôn. Chịu. Đấy nhá. Cục này 300 ngàn anh em nhá. Tiếp lên đây thì một cái mã dàn mini đến từ thương hiệu Sony, mã số 01. Con này thì con này là con M 700 DVD thì như cái tên gọi của nó thì anh em đã thấy là con này DVD là chạy cực kỳ ngon anh em nhé. Và dòng này thường là MD mình sẽ không bao đâu. Mình chỉ bao chạy DVD, chạy CD ngon. Cassette cũng sẽ không bao anh em nhé. Giải mã 24 bit chuẩn. Đấy, kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX thì con này các chức năng của nó hoạt động rất là ok. FM chỉ đến 90 thôi nhá. Sony chỉ đến 90 thôi. Công nghệ DTS này. Dolby Digital được tích hợp trên con này. Nói chung là công nghệ của thằng DV này được tích hợp trên con này rồi. Các phím tùy chọn bên dưới này khá là nhiều. Anh em được tùy chọn này. Chọn chức năng này. Analog Optical In giải mã 24 bit này. Tab này. Ui, ngoài này. Đấy. IM. MD này. MD thì mình không bao đâu. Dòng này MD không bao anh em nhé. Cấu hình loa. Sử dụng một con loa bass đường kính 11cm gân cao su zin màng carbon. Bên trên là con chép siêu tần của thằng Sony. Và cái dòng này thì mình đánh giá là một trong số những cặp loa đánh cực kỳ căng anh em nhé. Công suất hình như 50W một chiếc nhưng mà đánh rất là căng. Bao phê luôn phía sau. Đây, nó có cái tem gì đây. 4 triệu gì đây. Này, chả biết là triệu gì đây. Mấy cái tem gì. Công suất ghi là 40W thôi anh em nhé. Chở khá là 6 ohm và con này made in Japan luôn. Đấy, anh em nào thích loa made in Japan thì loa made in Japan đây nhá. Nhưng mà cục dàn thì lại China, ok chưa? Cục dàn thì lại China, công suất là 48W, điện nguyên bản 100V anh em nhé. 100V thì anh em nào bảo China thì mình cũng chịu luôn, đúng không? Chỉ có nội địa Nhật mới sử dụng 100V thôi, còn châu Âu nó sử dụng điện 120V. Optical in để phục vụ giải mã 24 bit đây này, các đường xuất video này, anh em nhé, kẹp loa này. Analog in để phục vụ anh em kết nối điện thoại, máy tính TV này, anh em kết nối qua cổng AUX này nhé. Đấy, và đây kẹp anten FM, nghe đài, ok. Và hiện tại con mã dàn này thì bây giờ là một con DVD. Nên là mình sẽ chơi được DVD. Và giải mã 24 bit chuẩn mình sẽ để cho anh em cái giá cực kỳ tốt. Con này chỉ có
1.850.000 anh em nhé, 1.850.000 cho mã dàn này, chơi được DVD luôn. Mình sẽ play thử cho anh em nghe nhạc nhé, biết chất âm này. Giá là 1.850.000 anh em nhé. Ok. Tiếp đến cái mã số 02, anh em thì nhìn thấy đây. Là một mã dàn đến từ thương hiệu Sony, con này là Sony M35, một trong số những con hiếm hoi được gọi là chứng nhận của Walkman anh em nhé. Sony Walkman, với những anh em yêu thích Sony Walkman thì đây là một lựa chọn rất là ok. Màn hình con này rất sáng đẹp nhé. Bên ngoài nhìn cái tông xanh này nhìn nó mịn mịn nhưng nó không như kiểu ở trong video đâu. Đây nhìn nó hơi mờ. Đây. Và đây nhìn rõ. Thì con này các chức năng như sau, mình sẽ giới thiệu sau. Con này chơi MD tốt, này chơi CD tốt anh em nhé. Và con này có một cái cổng USB mặt trước, nhưng mà cái công dụng của nó thì hình như là chỉ sử dụng để kết nối với cả cái Walkman, máy Walkman là Sony thôi anh em nhé. Chép nhạc vào Walkman này phải, mình cũng không rảnh vấn đề này lắm. Đấy. Có thể tùy chọn quay laser ở trong mục này anh em nhé, trong cái cụm tùy chọn này của nó. Anh em về tùy chọn giúp mình. MD chạy tốt này, bên trên này cũng có hộp cassette nhưng mà thường mình sẽ không bao anh em nhé. Không bao. Bát thì sẽ sử dụng một con bát đường kính 14 cm anh em nhé, gân cao su. Đấy, màng thì màng giấy. Và bên trên là con chép siêu tần đến từ thương hiệu Sony. Và nói chung là con này thì chơi khá là căng anh em nhé. Chất âm con này thì mình đánh giá là một trong số những con gọi là đánh phòi loa luôn. Đây, chờ kháng là 6 ohm. Và cặp loa sẽ là made in Korea. Đây, cục dàn là công suất 45W điện nguyên bản 100V anh em nhé, kẹp loa này. Đấy. Kẹp loa đây, đây kẹp anten FM, xin lỗi anh em nhé, kẹp loa đây. Đánh loa từ trở kháng là 6 ohm. Đây thụt hơi ở phía sau. Nói chung là con này thì chất bát thì gần như không có điểm chê đâu, rất là căng. Hiện tại con này, mã dàn này thì mình đang để cho anh em với cái giá chỉ có 1.450.000 thôi anh em nhé. 1.450.000 cho mã dàn này. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe. Biết chất âm rồi này. Căng. Đây, còn lấy đây. Cứ bấm trên này là cái chọn kênh. Mã số 02 Sony M35. Tiếp đến cái mã cuối cùng của ngày hôm nay chính là cái mã số 03. Con này chính là con Onkyo N7NX anh em nhé. Một trong số những con mã dàn khá là VIP đến từ thương hiệu Onkyo. Thì
Thì con này các chức năng như sau. Con này chơi MD cực kỳ ngon anh em nhé. Đọc ghi MD tốt này, tem Nhật vẫn còn nguyên trên nóc này. Đẹp, con này đẹp xuất sắc luôn. CD đọc cực kỳ ngon anh em nhé. CD chạy mắt Sanio nên rất là lành luôn. Và con này thì chơi được cả đĩa MP3 và WMA này. Chơi USB, nhạc trực tiếp USB, anh em nào mà lười ghi nhạc ra đĩa thì có thể nhạc chép nhạc MP3 và USB chơi. Và chất lượng sẽ tương đương khoảng tầm 9/10 so với chơi từ CD anh em nhé. Đấy, băng tần WiDAS độc quyền này, công nghệ D-Link được tích hợp trên con này. Nói chung là rất nhiều công nghệ trên con này. Giải mã 24 bit có và đánh cặp loa được, riêng cục âm ly đánh được cặp loa bass 25cm, rất là căng. Đấy. Về cặp loa này thì nó sẽ là một cặp loa bass đường kính 12cm. Gân lụa thẩm dầu anh em nhé, gân lụa thẩm dầu, dòng gân xếp siêu mỏng. Và thằng Bốt bây giờ nó cũng sử dụng cái dòng gân này. Đấy. Màng màng sợi ke ve anh em nhé. Bát lòng chảo, con này không có lúm luôn, không có lúm này anh em bóp luôn. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm mũi đạn, một trong số những dòng đôm gọi là khá cao cấp đến từ thương hiệu Onkyo. Và đến bây giờ là dòng đôm này nó chính là cái dòng đôm 8 vít mũi đạn. Thì cái đôm này đến bây giờ những con loa cao cấp nhất thì nó vẫn đang sử dụng cái dòng chép đôm này anh em nhé. Loa cao cấp nhất của thằng Onkyo đến thời điểm hiện tại cũng dùng thằng đôm này. Và đây, thủ thôi mặt trước cho chất âm bát cực kỳ căng. Và nói chung là nó khắc phục toàn bộ cái tình trạng thiếu bát của những cặp loa Onkyo lúc trước, của hãng lúc trước mà gặp phải. Cặp loa con này thì có xước một vài chỗ anh em nhé, có xước sát một vài chỗ đây. Và đây, anh em nhìn này, đây, và đây, đúng không? Chúng mũi đạn, còn tổng thể bộ dàn thì mình nhìn đánh giá cao là tổng thể nó vẫn cực kỳ ok. Màu, cái màu vân của cặp loa này thì nó khá là độc, anh em nhìn, màu vân cặp loa rất là độc. N7XX công suất sẽ là 70W một chiếc và trở kháng là 4 ohm, và một cặp sẽ là 140W anh em nhé. Cặp loa phía sau đây, công suất cục dàn sẽ là 60W và trở kháng là bao nhiêu đây, điện nguyên bản 100V, xin lỗi nha. Súp điện ao có này, kẹp anten MFM, kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa cực kỳ rộng anh em nhé. Và con này chơi 4 sò than trong này. Đây, các đường line layout đầy đủ anh em nhé. Optical in phục vụ giải mã 24 bit và nó có hỗ trợ thêm một cổng universal port này, mình không biết cái cổng này phục vụ chức năng gì. Chưa nghiên cứu đến. Mà chắc không có cơ hội nghiên cứu đến cổng đấy anh em nhá. Và đằng trước nó có hỗ trợ thêm một cổng line in và một cổng tai nghe. Và hiện tại cả bộ này thì mình xin phép để cho anh em cái giá là chỉ có 4.200.000 thôi anh em nhá. 4.200.000 cho mã cả combo này luôn. Anh em nào mà chơi muốn chơi cái dòng đời cao có USB giải mã 24 bit thì đây là một lựa chọn rất là ok với anh em. Bây giờ mình play thử nhạc cho anh em nghe. Và anh em lưu ý một chút là tất cả các mã dàn ở nhà mình đều bảo hành 1 năm trọn vẹn cho anh em nhé. Hoàn toàn yên tâm sử dụng, không cần phải lo về vấn đề gì hết. Chỉ việc mua về và sử dụng, bất kỳ vấn đề còn lại thì hãy để Audio 89 lo. Mãi qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên em. Ngày gió mơ không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chân. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh qua cơn mê sông cạn lại thành sông xuôi về ngọt quê. Ngày đó tay em dài vẫn... Ok chưa anh em? Mã dàn số 03 4.200.000, mã dàn số 02 1.450.000, mã số 01 1.850.000 anh em nhá. Và cục giải mã siêu rẻ luôn, 299.000. Một cục Sony CMT M33 màu này chạy ngon thì là 1.000.000.
Hộp số 04 là 7GXDV là 2,2 triệu. Bên dưới là Onkyo N7SX là 2,5 triệu anh em nhé. Còn tai nghe thì xin phép không báo giá lại nữa, mình dán giá rồi, anh em nào quan tâm thì chụp lại cái ảnh để cho gửi cho mình nhá. Ok, video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em có một buổi tối đầu tuần thật là vui vẻ bên gia đình. Xin chào anh em.